Mày ơi, thôi, tao đã mua cho mày rồi. Mua cho mày một cốc sữa tươi chân cho đường đen 50 đường 50 đá. Kèm theo đấy là một nửa con gà, sốt phô mai, cả tteokbokki nữa. Mà ăn xong rồi có kem sao tủ lạnh. Thôi, cảm ơn nha. Đúng là bạn mình có khác. Dậy. Ê, đi ăn đi, đi ăn lẩu đi. Được đấy, đi luôn. Thôi mày rủ đứa khác đi, thì tao úp mì tao ăn được. Đi ăn đi. Tao bao. Tao đi làm mà chả nhẽ không bao mày nổi bữa ăn. Bang. Ý, ôi, yêu chị Lý nhất trên đời. Đi. Còn những người yêu không mày là đụng được cái gì nữa. Mày ơi, thằng kia nó cắm sừng tao rồi, tao chẳng thích sống nữa. Không biết này, tao đang ở dưới nhà rồi này, chúng có cùng tao ngay. Nó bảo yêu tao, thế mà vừa mới cãi nhau nó đã đi tìm con gái. Nói hết tình cảm với tao thật rồi. Thôi, của đầm đéo những ngữ đấy. Tao có đồ ăn khác ngon hơn cho mày đấy. Đấy, đồ ăn rồi đấy. Chào em. Nghe nói là em đang có nỗi buồn một mình gặp nếu không hết. A few moments later. Các chế ơi, vừa yêu chế vừa rồi mới bỏ chế, đi theo gái. Cái đéo gì, chẳng nghĩa thơm bóng thì không được, tình à.